Ê, nó ra sao lưng kìa. Trong lông tàu lá dừa đó có con á. Bên kia. Đó. Từ từ gọi nó chú, từ cho nó chú. Đó. Ôi. Ê tụi bay ơi, nó làm một cặp luôn bay ơi. Hai con luôn. Ôi nó làm một cặp luôn. Quá ngon. Quá đã luôn rồi, số phận nó ăn bài. Trời ơi. Rồi bây giờ là chỉ còn một mình chú Khôi thôi nha chú Khôi. Ok, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Mà Thảo Bánh Trang của mình nha các bạn. Thì chào anh em đi. Trời ơi, sống chào. Chào mọi người. Rồi vì anh em mình team mình sẽ hôm nay sẽ đi bắt cá nha các bạn, bắt cá bóng sao. Phải không? Phải bóng sao? Bóng kèo. Hả? Bóng kèo cũng sao cũng nói bạn ơi. Rồi bây giờ mình đã phát hiện ở dưới mé bãi này là đây nè bạn. Đó, mé bãi dưới mé kênh này nè, đó là có mấy hang rồi nha. Rồi giờ anh em đứa nào tấn công trước? Thấy chưa? Thấy hang chưa? Nãy nó chui đây à. Quay. Rồi ok. Ok em ơi. Có con bị. Đây là em bi ra tay trước nha các bạn. Đây là bắt cá siêu hạng luôn nè bạn. Chiều nhỏ nhỏ con vậy chứ ghê lắm. Quy con quy. Chưa. Rồi đang thi tài gian thử cái em nào bắt được cá trước nha. Rồi sao lâu vậy? Rồi mà ngăn về chết tôi luôn rồi chú Bi ơi. Rồi nhưng Quy bắt được trước hay gì Quy? Có không? Dạ. Đâu bắt con đầu tiên ngay, con đầu tiên ngay. Đây đừng rút lên Quy. Rồi đây nha bạn, đây. Ai bắt được trước đâu? Dạ. Đây hình như Quy rồi, đó một con. Rửa cái cho sạch cái. Đâu Quy? Đó, bạn ơi. Đứa gần lấy cái Quy không thấy mày. Ồ con cá này đẹp ghê, nó mập thấy ghê bạn. Đó, rồi cho vô túi. Túi. Thôi, chú Bi của tôi nay làm mất mặt quá chú Bi ơi. Con đúng rồi phải không? Chú Bi chổng mông luôn. Đây là được con cá đầu tiên nha bạn. Đó, một em. Hôm nay hứa hẹn nha. Cố. Hứa hẹn nha. Con Bi. Rồi, tới tay mà bị sâu hay gì? Đúng quá rồi, không nổi. Đúng đó rồi phải không? Đâu, được chưa? Ôi, nó bự. Con này bự hơn con của Nguyễn nè, rửa cái cây. Trời ơi, con cá các bạn ơi. Rồi đưa con cái cây, em giấu. Trời ơi, con cá, quá ngon luôn. Rồi, vỗ tay chúc mừng với Bi đi. Hay quá. Bắt đầu mình đi trên tuyến đường này nha các bạn. Cua bè nó mới móc này chứ thôi bữa hổm nhiều tao nhớ chỗ này nhiều lắm nè. Phải không? Chỗ này có mé bãi ngon ghê luôn không? Đúng rồi. Bây giờ mình xuống mé bãi dưới nha. Con đường làng quê quá đẹp luôn. Rồi cô Bi thấy hay gì rồi à? Từ từ. Mình xuống mày đi ngược bãi này cái đi. Đây, phát hiện hay gì? Con Bi đâu sâu dữ hả? Rồi có khi nào nó thông ra ngoài luôn không? Không, chắc nó thông ra ngoài luôn quá. Đây nha, mình qua chỗ mới nha các bạn. Chỗ kia hồi nãy có con đã chảy rồi. Ôi Bi bắt chẳng vậy hả? Bự chẳng luôn. Bi nãy giờ bắt con nào cũng bự ta. Rồi túi đâu rồi? Đây, bỏ túi đi. Con nãy giờ mới có ba con hả? Ok. Đây, ôi Bi nữa, lại là Bi nữa nha các bạn. Hôm nay mình sẽ trao cúp cho Bi nha. Có hả? Có đó luôn hả? Trời ơi. Cái đầu nó lên hàng quá trời luôn mày. Đó, rồi ok, ngon quá, bỏ vô. Trời ơi. Có không? Ờ, Vinh coi bữa nay ông ấy đi tính lại đi Vinh ơi. Cho tao thấy mày nãy giờ hơi buồn rồi đó. Đây nghe. Quy nữa nghe. Ù con này cũng được. Bỏ vô. Ngon quá. Chưa gì cho thấy nhiều đó là hơi ổn rồi đó. Con Bi nó xì nước cái Bi. Rồi. Đây nè, từ. Rồi lặn luôn rồi. Lặn luôn rồi. Ba thằng bắt một con. Có không?
Có đây hả? Lụm luôn. Bỏ luôn. Bỏ vô. Trời ơi, miếng chén giống không được á. Chọt cái tay mình vô cái hang luôn. Có không Vinh, có không Vinh? Rồi, thấy mồi này không. Thấy con hơi bự bự á. Có đụng không? Nóng dữ hả? Kệ nó theo, cứ theo nó. Hay quá. Con nó ngon á Vinh, con nó bự ghê luôn Vinh. Vinh mà rắc không được con này nữa là bữa nay tao trừ lương mẹ Vinh. Nó là từ thì từ. Đâu đâu? Trời ơi, Bi lụm nữa kìa. Đó, trời ơi, Bi thôi thôi thôi. Hồi nãy giờ là thấy bắt được 8 con là Bi bắt hết 9 con rồi đó. Quá dữ luôn Bi ơi. Trời ơi, kìa đó. Bự. Trời ơi, bông bông đã ghê không? Bỏ vô. Đây, đó, bỏ vô. Bi nữa, Bi nữa, Bi nữa. Có không Bi? Trời ơi, Bi. Quá luôn Bi ơi. Hôm nay là tao thấy là lát coi về mấy coi tụi bay coi làm sao làm chứ coi cho được với anh Bi nha. Chính Bi này quá. Đâu 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 được cái ơi. Ôi coi kìa nó mập. Ồ nó mập kìa ông ơi. Vô luôn. Vô 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 bỏ vô. Lại tỏ. Đó. Nằm về sọc đó, xét mới vô. Nhỏ xíu à, con nó nhỏ mà. Nhỏ. Qua cái bãi bên kia kìa. Được con này nữa thôi anh tiễn em đi luôn á Vinh nè. Trời ơi Bi để cho thằng Quy bắt luôn. Thù con cá nó bự kìa. Thôi thôi quá ngon rồi, hay quá Quy ơi. Vô. Đây nha bạn. Thằng em mình từ sáng giờ nó không bắt được con gì. Giờ nó lội để nó mò mà nó bắt được con gì nè bạn. Để tôi cho nó cơ hội cái cây. Con gì đâu cây? Chém chép. Trời ơi thôi, thôi con chém chép thôi thôi. Thôi kệ dầu sao cũng có. Chấp nhận số phận đi. Còn hàng khôi bữa nay là nó chấp nhận số phận, nó đi sách bọc rồi nha bạn. Thôi 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 trời ơi. Đây nha bạn, hàng cu Vinh nó không chấp nhận số phận nha bạn, nó lại nó môi cái hang kìa bạn. Ê ê ê nó ra sau lưng kìa. Trong lông tàu lá dừa đó có con á. Bên kia bên kia. Đó đó đó. Từ từ gọi nó chú, từ cho nó chú. Đó đó đó. Ôi ôi. Ê tụi bay ơi, nó làm một cặp luôn bay ơi. Hai con luôn. Ôi nó làm một cặp luôn. Quá ngon. Quá đã luôn rồi, số phận nó ăn bài. Trời ơi. Rồi bây giờ là chỉ còn một mình chú Khôi thôi nha chú Khôi. Mà hôm nay tao giao rồi nha, hàng nào mà bắt về không có là hàng đó mần cá đó. Đây, đây nè, cái mặt mần cá nè các bạn. Ơi quay mặt lại các em ơi. Không, chủ yếu nó tìm tòi thôi, mấy thằng này tìm tòi dữ lắm. Có không, có không? Có không Hy, có không Hy? Bữa nay thằng Hy hên mày. Huy. Huy. Kêu Huy đại đi. Thôi tao kêu Huy à, tao kêu đúng tên đàng hoàng. Bậy kêu Huy là sai nha. Cu y Huy là sai. Có chưa, có chưa? Rồi mày câu vợ quá Huy ơi. Từ không? Đâu? Bắt con cá đâu phải dễ. Trời ơi, bắt con cá mà không dễ cho nên hai người kia nó bắt mày không được đó. Bắt được nha. Thầy, đó, một em nữa nha. Quá ngon, quá ngon, bỏ vô, bỏ vô. Đây nha bạn, hôm nay anh em mình đi đến ngay chỗ miễu bà của ấp Đông An luôn nha bạn. Đây, miễu bà của ấp Đông An đây. Rồi ảnh nó lắc quá trời. Đó, có hay gì, có hay gì, đợi chút. Mình thấy đây có con bự bự nha bạn. Đây. Đâu rồi. Chui hang chưa? Đó, chui hang, hai con nha. Hai con chui một hang. Rồi, hai con chui một hang nha. Đó. Coi chú từ từ coi chừng nó ra cái hang bên kia đó, coi chừng nó ra hang nước bên kia. Đây cu Bi mình có lên hàng nữa nha bạn. Ồ giỏi quá cu Bi ơi, một con nữa nha. Giờ đây nha bạn, đây là cái cây gáo nha bạn, cây gáo nha. Đây cây gáo, cây này rất là lớn luôn nha bạn. Anh lắc quá trời lắc. Đây Hy bắt con nữa nha bạn, quá bự luôn. Hai con là nha Hy. Còn con nữa. Coi chừng nó chạy nha. Hai con lẫn. Nãy hàng này tao chứ mà hai con. Hai con bự luôn, hai con bằng hai bằng con nhau luôn. Có không, có không? Rồi có được luôn rồi. Đây. Đó, rửa cái. Đâu cái cặp nha các bạn. Đó, một cặp luôn nha, con này nó bự nè. Rồi bỏ túi luôn đi. Đây, cu Bi nha các bạn. Một em. Vô đây Bi. Quá là bự luôn.
Rồi con cá bóng dừa. Đâu 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 đâu. Khôi hả? Khôi hả? Hả? Ôi Huy hả? Ngon một con. Ôi Khôi cuối cùng cũng được con rồi nha bạn. Nhưng mà hàng nào ít chết nó cũng bằng cá à bạn ơi. Không à, cá bóng dừa. Ồ, cá bóng dừa không có tính nha. Còn con nữa, còn con nữa. Hồi nãy con cá bóng kèo chung vô. Vậy nó chuông đó đó, lượm con nó đi. Chị gì bắt được con cá bóng nữa hả? Rồi nó bắt được con cá bóng dừa nha bạn, bóng dừa chứ không phải bóng kèo nha bạn. Bóng dừa không có tính nha. Nè, bắt xong là phải lắp lại cho người ta nha mấy đứa. Ok ok. Lắp lại hết nha. Rồi đây nha bạn, hàng em tôi nó tự bỏ rồi các bạn, nó thôi kệ mần cá mần chứ nó nói hôm nay là không đúng ngày đó nha bạn. Trời ơi bắt được con cá bóng dừa hả? Đâu đưa cá bóng dừa lên coi vậy. Trời ơi, thôi chạy chú Khôi luôn. Được chưa? Rồi mò kỹ kỹ tay vô, mò kỹ kỹ tay vô, được chưa? Được chưa? Đó, đây nè, bà lại là Bi nha các bạn. Đây nè nè. Đây đây, Bi vô đưa thẳng cái Bi. Đó, quá mập luôn, quá ngon luôn bạn ơi. Đó, bọc Bi, bỏ bọc Bi. Còn đâu Bi? Bi nha bạn, đây Bi á. Hôm nay Bi lăn xả ghê không? Trời ơi, coi em số 10 tôi rồi bạn. Trời coi mặt em tôi rồi bạn. Trời ơi, coi quê bỏ chạy kìa. Có không quần dữ Bi? Có không? Đúng chưa? Ôi nó quần kìa. Bây giờ Bi nó quần như vậy nó mới bắt được chứ ở Dubai cái gì đâu mà đứng lên bờ ngồi dày nó bắt cái gì coi nhìn mặt ngồi kìa. Có thằng Vinh nha các bạn. Đó, thằng đó thằng nó cũng nhiệt tình mà điều nó không được hên thôi. Con đó, con bự. Bự không? Ba con nằm đây nè. Ba con luôn hả? Dạ. Ba con rồi hai con kia đâu? Lặn khỏe hết rồi. Đi rồi nó lặn đâu lát rồi nó nổi đầu lên lượm đó. Ở đường Bi. Đụng nó chưa? Đụng chưa? Ờ nắm đuôi thì nó tới đó nó hết chạy được rồi đó. Tới đó cứng nhắc tới rồi đó. Cuối cùng cái hàng đó rồi đó. Trời, rồi được chưa Bi? Được chưa Bi? Đâu đâu? Bự không? Bự không? Đưa lên cây, đưa lên cây. Đâu? Trời ơi mày bấm cái đuôi thì đều muốn chảy máu luôn mà dạ. Vậy mà chạy ra đường nào? Chết chứ Bi. Bỏ vô đi Bi. Thầy anh em mình bữa nay làm cũng bộn rồi nha bạn, bao nhiêu đây dám cỡ gần có 700-800 gram đó mà. Ở đó không ta? 700 gram ạ. À. Mẹ mấy đứa tắm lẹ đi, mình lên mình đổ cá ra cho các bạn xem là mình kết thúc nào mấy đứa. Lẹ đi. Đi. Giờ mấy em mình tắm rửa cho sạch sẽ cái mình lên mình đổ cá ra cho các bạn xem nha các bạn. Trời ơi, nhậu. Đây nha bạn, thì thành quả của mấy anh em mình ngày hôm nay nha bạn. Đây, quá tuyệt vời bạn ơi. Con nào cũng lấy bự 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 không ha. Cái này là cái clip sau anh em mình sẽ làm thịt nó rồi bằng gì đấy đó. Kho gì? Kho xả ớt hả? Xả ớt. Cái loại này là kho xả ớt là hết ý nha bạn. Đây, đây là anh em mình hôm nay được nhiêu đây nha. Nhiêu đây chắc cũng khoảng cỡ 600 gram mà bạn. Hơn 600 gram mấy đó. Hơn 600 gram mấy đó. Đây nha các bạn. Rồi thôi video clip của anh em mình cũng xin phép được kết thúc tại đây nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau nha. Bye bye.